Đầu tư âm thanh S&B Bargain chỉ từ 10 triệu đồng. Đến với Thiên Vũ Audio với kinh nghiệm tư vấn tận tình, đúng trọng tâm, nhu cầu sẽ đảm bảo cho bạn một hệ thống âm thanh chuẩn chất lượng. Âm thanh nghe nhiều nhưng vẫn cảm thấy hay, dễ chịu là chất xúc tác giúp tâm trạng của khách hàng thoải mái hơn, từ đó tăng doanh thu cho cửa hàng. Và để đạt được điều đó khi đầu tư, chúng ta cần phải xác định những tiêu chí sau đây. Tiêu chí thứ nhất, lắp đặt có tư vấn kỹ thuật. Mô hình quán của bạn là gì? Chơi theo loại nhạc như thế nào? Phục vụ cho đối tượng nào? Thiên Vũ sẽ cùng bạn trao đổi và chọn ra phương án tốt nhất. Khảo sát công trình, nắm bắt được không gian để chọn được lo và cách bố trí tốt nhất. Thứ hai là chất lượng âm thanh. Từng thiết bị được phối ghép và lắp đặt phải phù hợp với tiêu chuẩn của Thiên Vũ để đạt được chất lượng âm thanh tốt nhất, từ đó tối ưu được chi phí đầu tư. Các thương hiệu lớn được Thiên Vũ tin dùng cho khách hàng như là JBL Control, Bose, XE Audio Technique, Canton, Audio Fox, Audio Roll. Thứ ba là lắp đặt phải đảm bảo tính thẩm mỹ cao. Với đội ngũ kỹ thuật đã được đào tạo chuyên nghiệp, đảm bảo được tính thẩm mỹ cao khi lắp đặt lo mà không làm xấu đi không gian của quán. Cân chỉnh tối ưu hóa hệ thống âm thanh, giúp cho hệ thống âm thanh được đồng bộ và âm thanh cho ra hay nhất tùy vào không gian của quán. Thứ tư là chế độ hậu mãi sau bán hàng. Khách hàng được hỗ trợ tư vấn kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng và đồng hành cùng Thiên Vũ Audio. Nhánh ta liên hệ hotline Thiên Vũ 0909 39 7777 để được hỗ trợ tư vấn tốt nhất nhé.